Rồi chào năm nha, hôm nay là chiều 11 tháng 5 năm 2022. Chiều nay mình lên cho anh em ba cái bình xăng con Kenhin Sabang đít gài, trái ga 18, nắp 20, hàng zin, rã xe kho, chưa sử dụng tại Việt Nam vậy nha anh em. Thì tình trạng là ba cái bình này là zin Estanda cực đẹp, trái ga là không xước không liếm ha. Thì hiện nay mình có ghi mã là A, B, C. Bình A là 2,5 triệu, bình B 2,5 triệu, bình C là 2,4 triệu. Những cái bình này nó sẽ phù hợp cho anh em sử dụng với cấu hình máy là từ hơi 100 trở lên là ok nha anh em. Đó. Bình là còn 7 màu nha. Đó. Tất cả bình là còn 7 màu. Bao anh em là bên trong là phao zin không một lủng nha. Đó. Rồi đầu tiên mình sẽ quay cho anh em là cái bình mã C. Đây. Trái ga đẹp, không xước, không liếm nha. Bình nào cũng còn 7 màu nha anh em. Chưa vệ sinh nha. Đúng còn màu zin luôn. 7 màu. Bình C này là 2 triệu, mình bán 2,4 triệu. 2,4 triệu cho bình C ha. Rồi còn đây là cái quả ga của cái bình mã B. Bình này mình bán 2,5 triệu. Nói chung là đồ zin thì nó sẽ tùy vào cái tình trạng màu bình này kia mình sẽ quyết định giá nha nè. Đó, mình mua nhập cũng vậy, thì mua bình đẹp thì giá cao, bình xấu xí thì giá thấp chút. Đó, bình 7 màu ha, anh thấy nó 7 màu. Bình B này mình bán là 2,5 triệu nha. Rồi đây là quả ga của bình mã A, cái ga zin đẹp không xước không liếm. Bình 7 màu hết nha nè, ga xanh đẹp 7 màu. Bình này 2,5 triệu nha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nha, 0933996332. Bình xăng con đít gài Kenhin Sabang, trái ga 18, nắp số 20, giá là từ 2,4 triệu, 2,5 triệu bình. Bao zin, bao Estanda, bao anh em xài.